Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ bóc hộp một cây guitar điện Electric Guitar LTD thương hiệu của Mỹ, được sản xuất tại Việt Nam, rất là chất lượng. Sản xuất tại Việt Nam nhưng mà là thương hiệu Mỹ nha các bạn. Vì các nghệ nhân tại Việt Nam đã sản xuất được những cái dòng guitar như thế này, đạt chuẩn ha. Hôm nay mình sẽ bóc hộp. Đây, thương hiệu của nó ha. Wow, rất đẹp, rất kỹ lưỡng nha các bạn. Đây, mình sẽ đó cởi cái bao này ra. Các bạn thấy ha, dòng guitar rất đẹp. Dây của nó là dây Dario. Đó, đúng dây Dario của Mỹ luôn nha các bạn, không phải là dây giả của Trung Quốc nữa. Đây, bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem dòng guitar dành cho những bạn mới tập luyện nhưng mà âm thanh rất là hay, rất là chuẩn ha. Đó, các bạn thấy không, rất là kỹ. LTD EC256 số series của cây guitar, các bạn nhớ nhé. Đó, các bạn nhìn ha. Đó, mô bin. Đó, ha, hai mô bin. Ba nút chỉnh màu đen, rất là đẹp. Đây, mình lấy cục này ra cho các bạn xem. Đó, rất đẹp ha. Đó, mình đóng này lại. Một cây guitar điện thương hiệu Mỹ, được sản xuất tại Việt Nam. Các bạn có thể đến tại showroom tất cả hệ thống của Levi, đặc biệt là hai cơ sở chính tại Thủ Dầu Một, đó là 285 Tích Quảng Đức, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, và chi nhánh chính thứ hai đó là 414 đường Phú Lợi, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hoặc là các bạn có thể ghé vào 87 Bích, Cách Mạng Tháng 8, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương, để các bạn được tận mắt xem cây guitar này và test trên nhạc âm thanh để lựa chọn cho mình trong quá trình học guitar electric nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.